Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo phần 15 Thiên Chúa Jehovah của Đạo Do Thái Mai Sen. Kinh Thánh Do Thái Genesis 18:2-23 kể rằng: Sau khi Abraham và Isaac chết, nước Israel dưới sự cai quản của Jacob bị lâm vào nạn hạn hán mất mùa và khiến nhiều người chết đói. Jacob dẫn dân Israel di cư đến vùng đồng bằng Phì Nhiêu Gothen, phía bắc Ai Cập giáp địa Trung Hải. Họ định cư tại đây và toàn dân đoàn kết nhất trí theo một tôn giáo thờ Thiên Chúa Elohim, hay gọi là Bun. Cuộc sống của họ diễn ra trong hòa bình và thịnh vượng, kéo dài được hơn 300 năm. Vào năm 1580 trước công nguyên, đất nước của họ bị Ai Cập xâm chiếm và đô hộ. Hơn hai thế kỷ sau, vào đầu thế kỷ 13 trước công nguyên, vua Ramses của Ai Cập 1304-1237 trước công nguyên, với tham vọng xây dựng kim tự tháp và nhiều đền đài dinh thự, đã ra lệnh bắt toàn dân Israel làm nô lệ. Dân tộc Israel bỗng nhiên trở thành một tập đoàn lao công khổ sai dưới những lằn roi và gươm giáo của lính Ai Cập. Vào khoảng năm 1250 trước công nguyên, Mai Sen, Thánh Mai Sen xuất hiện như một vị anh hùng dân tộc Do Thái. Mai Sen cũng có sức mạnh dân tộc bằng cách hô hào toàn dân Do Thái đoàn kết trong niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Toàn dân Do Thái chỉ có một tôn giáo gọi là đạo của người Do Thái, dựa trên căn bản một giao ước tưởng tượng giữa Thiên Chúa và dân tộc. Theo giao ước này thì dân tộc Do Thái chỉ tôn thờ một Thiên Chúa. Ngược lại, Thiên Chúa sẽ chọn Do Thái làm dân riêng của Ngài. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân tộc Do Thái được tóm tắt như sau: Thiên Chúa ban ơn hoặc trừng phạt dân tộc Do Thái tùy theo sự trung thành của họ đối với Thiên Chúa. Quan niệm về sự giao ước giữa Thiên Chúa và con người là một nét đặc thù của đạo Thiên Chúa sau này. Đạo Kitô đưa ra một giao ước bịa đặt mới: Giêsu là con một của Thiên Chúa xuống thế làm người và chịu chết để chuộc tội thiên hạ. Ai tin Ngài sẽ được cứu rỗi, ai không tin điều này sẽ bị sa hỏa ngục đời đời. Người Kitô giáo gọi giao ước này là tân ước, và gọi giao ước của đạo Do Thái là cựu ước. Trước khi Mai Sen xuất hiện, tư tưởng về một Thiên Chúa duy nhất chỉ có ý nghĩa là tiềm ẩn mà thôi. Từ thời Abraham đến thời Mai Sen 2000-1250 trước công nguyên, người Do Thái thờ Thiên Chúa Elohim vì họ tin Ngài tuy không là một vị thần duy nhất, nhưng là vị thần cao nhất trong tất cả các thần. Mai Sen đưa ra ý niệm dân tộc Do Thái với Thiên Chúa có một sự giao ước thiêng liêng và cực kỳ nghiêm ngặt, được ràng buộc bằng máu. Tới đời Mai Sen, tư tưởng độc thần giáo vẫn chưa thực
sự thành hình. Phải đợi nhiều thế kỷ sau, nhiều thần học gia Do Thái, thường được gọi là các tiên tri, đưa ra những ý niệm về Thiên Chúa duy nhất một cách rõ ràng hơn. Lúc đó đọc thần giáo hoặc nhất thần giáo, tức Thiên Chúa giáo mới thực sự ra đời. Điều quan trọng nhất là Mycel đã biến đạo Do Thái của các tổ phụ thành tôn giáo của luật. Căn bản thánh kinh của đạo Mycel là Torah, có nghĩa là luật, Law, được tóm tắt trong kinh 10 điều răn. Hai điều đầu tiên quan trọng nhất: một, tôn thờ một Thiên Chúa trên hết mọi sự và kính mến Ngài hơn bất cứ ai. Hai, không được kêu tên Ngài Elohim và không được thờ ảnh tượng của Ngài, tượng con bò đực bằng vàng hoặc mạ vàng. Thay vì gọi tên Ngài là Elohim thì gọi Ngài bằng Jehovah, tiếng Do Thái, có nghĩa là Thiên Chúa của các tổ phụ. Jehovah không phải là tên mới của Thiên Chúa, mà chỉ là một cách nói về Ngài mà không phải kêu tên của Ngài, tên húy. Trong khi cầu nguyện, người Do Thái thường cũng không gọi Ngài là Jehovah mà dùng tiếng Adonai, có nghĩa là Chúa. Kinh 10 điều răn được triển khai trong kinh Torah và nhiều kinh khác biến thành những bộ luật lên tới 500 đến 600 điều khoản. Có những điều khoản rất chi tiết chi phối đời sống người Do Thái, chẳng hạn: không ai được đến đền thờ cầu Chúa mà đi tay không. Khi dâng cúng hiện vật phải chọn hoa trái đầu mùa, thú vật đầu lòng, cừu dê đầu lòng. Khi tế lễ phải lấy máu súc vật, vật hy sinh, rưới lên bàn thờ, phải đọc sách kinh thánh cho mọi người cùng nghe. Môi-se đã đưa ra một khuôn mẫu của nghi lễ tôn thờ Thiên Chúa mà sau này đạo Kitô, nhất là Công giáo La Mã, đã bắt chước gần giống hệt. Môi-se thiết lập bàn thờ thường ở chân núi, giết súc vật tại chỗ, lấy máu rưới lên bàn thờ và lên mọi người. Ông đọc một đoạn kinh thánh và lên mọi tín đồ ngụ ý hai thứ máu đó là một, không thể tách rời. Luật của Chúa là sự ràng buộc giữa mọi tín đồ với Thiên Chúa, được thiết lập bằng sinh mạng. Đạo Công giáo La Mã không giết súc vật để tế vì chính Chúa Giê-xu đã là một lễ hy sinh cao quý nhất. Chúa Giê-xu là con của Thiên Chúa đã chịu chết để chuộc tội thiên hạ, nên Chúa Giê-xu được vinh danh là con chiên Thiên Chúa. Bánh lễ ở nhà thờ được thay thế cho thịt và rượu nho thay thế cho máu của Chúa Giê-xu. Khi truyền phép mình thánh và máu thánh Chúa trong buổi lễ, các linh mục cũng đọc đây là giao ước mới. Truyền thuyết về cuộc đời của Mycel được thuật lại trong sách Exodus, Ê-díp-tô ký và Number dân số ký, được viết vào các thế kỷ từ 8 đến 6 trước công nguyên, tức khi Môi-se chết, từ 4 đến 600 năm, như sau: khoảng thế kỷ 13 trước công nguyên, dân số Do Thái nô lệ ở Ai Cập tăng lên rất đông. Vua Pharaoh của Ai Cập sợ dân Do Thái sẽ nổi loạn nếu lỡ xảy ra chiến tranh giữa Ai Cập
với các nước khác để tránh dân Do Thái kết hợp với kẻ thù chống lại Ai Cập. Pharaoh ra lệnh giết hết các bé trai Do Thái mới sinh bằng cách ném xuống sông Nil. Lúc đó Mai Sen được 1 tháng tuổi. Cha mẹ của Mai Sen không thể giấu con được nên đã đặt Mai Sen nằm trong cái thúng đan bằng cây sậy, thả xuống sông Nil. Vừa đúng lúc con gái của vua Ai Cập cùng đoàn tỳ nữ ra sông tắm đã phát giác ra đứa trẻ và mang về nuôi. Công chúa Ai Cập đặt tên cho đứa bé là Mai Xe, có nghĩa là vớt được. Sau này lớn lên, Mai Xe trở thành một thiếu niên túng tú, cao lớn vạm vỡ và rất thông minh. Một hôm tình cờ thấy một anh lính Ai Cập đánh đập một người Do Thái, Mai Xe nổi giận giết chết tên lính đó. Vì sợ bị bắt về tội giết người, Mai Sen bỏ trốn bằng cách bơi qua sông Hồng Hải sang nước Midian. Trong lúc đang bơ vơ nơi xứ lạ, Mai Sen may mắn gặp tu sĩ người Midian tên là Zetho và được tu sĩ này dẫn về nhà nuôi. Ít lâu sau, Mai Sen lấy con gái của Zetho tên là Zipporat và có 2 con với cô này. Mai Sen được bổ vợ giao cho một đàn dê cừu đem lên núi Sinai để chăn nuôi. Núi Sinai ở tây nam biển chết. Hiện ở chân núi có một giáo đường Công giáo La Mã. Câu chuyện huyền thoại được kể tiếp. Một hôm, trong khi đang chăn bầy gia súc, Mai Sen bỗng nghe có tiếng nói lạ từ trong bụi rậm. Mai Sen, ta đây. Người chớ đến gần ta. Hãy cởi dép ra, vì đây là đất thánh. Mai Sen sợ hãi không dám nhìn, vì biết đó là tiếng nói của Thiên Chúa Elohim. Thiên Chúa nói tiếp: ta đã nhìn thấy cảnh khốn cùng của dân riêng ta ở Ai Cập. Ta đã nghe tiếng la khóc của dân ta dưới sự áp bức của quân thù. Ta từ trời xuống đây để cứu dân ta ra khỏi Ai Cập và đưa các con ta đến vùng đất rộng rãi tốt đẹp, vùng đất có nhiều sữa và mật ong. Đó là vùng đất của người Canaanite. Nay ta sai con đến gặp Pharaoh và giao nhiệm vụ cho con phải dẫn ta, dân của ta Israel, ra khỏi Ai Cập để về miền đất ta đã hứa. Mai Sen hỏi Thiên Chúa: con phải cho dân Do Thái biết Ngài là ai? Vậy con phải nói tên Ngài là gì? Thiên Chúa trả lời: con hãy nói họ rằng Thiên Chúa của tổ phụ các người đã sai con đến với họ. Thiên Chúa của các tổ phụ Do Thái là Elohim. Như Mai Xe rất sợ Thiên Chúa nên không dám kêu tên Ngài, Thiên Chúa đã dạy cho Mai Sen gọi Ngài là Thiên Chúa của các tổ phụ. Tiếng Do Thái là Yahvé. Hy Lạp phiên âm thành Jehovah. Mai Sen hỏi vặn Chúa để được biết thêm về Ngài, thì Chúa trả lời: ta là ta, đấng tự hữu. Thấy Mai Sen không thỏa mãn về câu trả lời của Chúa, Ngài phán thêm: vậy con hãy nói với dân Do Thái, ta là Yahvé, Jehovah, đã sai con đến với họ. Khi Chúa nói ta là ta, đấng tự hữu, là ám chỉ Ngài là đấng tạo hóa,
Đây là một bước tiến mới trong quan niệm về Thiên Chúa với Abraham, Elohim và vị thần mạnh nhất trong các thần. Với Maisen, Elohim tức Jehovah, Thiên Chúa của Abraham, Isaac, Jacob là đấng tạo hóa. Câu chuyện được kể tiếp. Tuân mệnh Thiên Chúa, Maisen vội vàng từ Midian vượt Hồng Hải trở về Ai Cập, thuyết phục toàn dân Do Thái thực hiện kế hoạch vượt biển. Maisen đến gặp vua Pharaoh để yêu cầu vua cho dân Do Thái tự do rời khỏi Ai Cập. Vua Pharaoh từ chối. Maisen cầu xin vua cứu giúp. Chúa sai thiên thần xuống giết chết hết các đứa con đầu lòng của Ai Cập. Vua Pharaoh sợ quá, vì chính vua cũng là con đầu lòng, nên miễn cưỡng cho phép dân Do Thái ra đi. Maisen dẫn dân Do Thái vượt qua biển đỏ để sang phần đất hứa là Canaan. Lúc đoàn dân Do Thái tới Hồng Hải thì vua Pharaoh cho quân lính rượt theo. Thiên Chúa hóa phép cho nước biển Hồng Hải rẽ ra thành đường đi an toàn cho đoàn dân Do Thái vượt qua. Đoàn quân của Ai Cập thấy vậy cũng chạy xuống con đường đó. Nhưng tới khi toàn bộ đoàn quân đang ở dưới đáy biển thì nước hai bên ập lại khiến tất cả đều bị chết đuối. Toàn dân Do Thái vượt biển an toàn đến miền đất Do Thái hiện nay. Từ đó ngày lễ vượt qua là ngày lễ lớn nhất của Do Thái để kỷ niệm biến cố này. Maisen và dân Do Thái tung hô cảm tạ Chúa và vinh danh Ngài là Thiên Chúa của các đạo binh. Tương tự như thần chiến tranh của cổ Hy Lạp, sách Kinh Công giáo cũng bắt chước lời cầu nguyện này của người Do Thái, nên mới có câu thánh 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Đất trời đầy vinh quang, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Thiên Chúa của Do Thái và Công giáo rất ích kỷ và tàn bạo, vì chỉ biết bênh vực những kẻ thờ Ngài và thẳng tay tàn sát những kẻ ngoại đạo. Vậy mà người ta vẫn luôn luôn ca ngợi Thiên Chúa lòng lành vô cùng. Thảo nào Chúa và tín đồ đạo Chúa đều tàn bạo và độc đoán giống nhau như đúc. Câu chuyện dân Do Thái được Thiên Chúa rẽ nước Hồng Hải để cứu họ thoát ách nô lệ Ai Cập chỉ là chuyện thần thoại. Theo lịch sử của Ai Cập, vào thế kỷ 13 trước công nguyên, quân của vua xứ Libya kéo đến tàn phá Ai Cập. Trong khi đó thì bọn cướp biển từ Bắc Âu, tổ tiên vua Viking, đem hàng đoàn thuyền vào chiếm đóng các cửa sông, trông coi đám nô lệ Do Thái và tạo cơ hội cho họ bỏ trốn. Câu chuyện vượt biển gắn liền với chuyện 10 điều răn được kể lại trong Kinh Thánh Exodus như sau. Một hôm Chúa phán với Môi-se: "Con hãy lấy hai tảng đá đem lên núi Sinai. Không một ai được cùng đi với con, không một súc vật nào được ăn cỏ quanh núi." Môi-se tuân lệnh đi tìm hai tảng đá và bảo cho dân Do Thái biết ông ta sẽ lên núi chờ lệnh Thiên Chúa vào sáng hôm sau. Sáng hôm sau, Môi-se tắm rửa sạch sẽ rồi mang hai tảng đá lên núi Sinai. Khi leo tới đỉnh núi, Môi-se thấy Thiên Chúa từ trời xuống theo đám mây.
Môi-sen sợ hãi cúi rạp xuống đất thờ lạy Chúa. Chúa dùng ngón tay của Ngài viết 10 điều răn lên 2 tảng đá, mỗi tảng ghi 5 điều. Nhận 2 tảng đá ghi luật của Chúa xong, Môi-se ở lại cảm tạ ơn Chúa trong nhiều ngày. Dân Do Thái quy tụ đông đảo ở gần chân núi Sinai đón chờ Môi-se. Nhưng điều đã nhiều ngày không thấy ông ta xuống, đám đông dân chúng chạy về nhà kiếm người anh trai của Môi-se là Aaron để yêu cầu Aaron lãnh đạo Do Thái thay thế Môi-se. Aaron nhận lời và ra lệnh cho mọi người: hãy tháo mọi đồ nữ trang từ tay các con gái và vợ của các ngươi, rồi gom hết lại nộp cho ta. Mặt khác, Aaron ra lệnh lập một lò đúc và khuôn, rồi đem hết số vàng thu góp được vào lò nấu chảy. Cuối cùng, dân Do Thái đúc được một tượng con bò đực to hoàn toàn bằng vàng thật. Aaron ra lệnh lập một bàn thờ ở chân núi Sinai và đặt tượng bò lên. Aaron tuyên bố ngày hôm sau sẽ là ngày đại lễ để dân Do Thái tạ ơn Chúa Elohim. Sáng hôm sau, khi dân Do Thái quy tụ đông đảo trước bàn thờ bò, Aaron chỉ vào con bò vàng và nói: đây là Thiên Chúa của các người, hỡi dân Israel, đó là đấng đã mang các ngươi ra khỏi Ai Cập. Dân Do Thái cúng tế Thiên Chúa bò vàng, sau đó nhảy múa ca hát hết sức vui vẻ. Vừa lúc đó, Môi-se mang 2 tảng đá từ trên núi Sinai đi xuống. Môi-se thấy dân Do Thái thờ bò vàng, bèn nổi giận ném 2 tảng đá phá hủy tượng bò. Môi-se dùng quyền uy của mình cấm dân chúng không được tôn thờ ảnh tượng bò vàng. Và không được gọi tên Thiên Chúa là Elohim nữa. Từ đó, người Do Thái gọi Thiên Chúa là Jehovah, có nghĩa là Thiên Chúa của các tổ phụ. Mặc dù Môi-se gọi Thiên Chúa là Jehovah, nhưng ai cũng biết Jehovah là Elohim, tức Thiên Chúa bò vàng của các tổ phụ Do Thái, kim tổ phụ Công giáo Việt Nam là Abraham, Isaac và Jacob. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có những clip mới. Mến chào tạm biệt các bạn. Elohim, tức Thiên Chúa bò vàng của các tổ phụ Do Thái, kim tổ phụ Công giáo Việt Nam là Abraham, Isaac và Jacob. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có những clip mới. Mến chào tạm biệt các bạn.